Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Isu Xe Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em đây là đế bắt lọc nhớt dầu máy động cơ của dòng xe Mitsubishi Xpander, dòng xe 7 chỗ được bán và chạy ở thị trường Việt Nam. Thì cái đế này được làm bằng nhôm và cái dầu nhớt động cơ nó sẽ bắt vào đây. Đế của cái nhớt động cơ nó sẽ bắt vào đây. Cái lọc nhớt dầu máy động cơ nó sẽ bắt ở đây. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường thì chúng ta do va chạm đâm va nó bị hỏng. Mấy cái đế này thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Chứ còn để bình thường cái khúc nhôm nó chả có gì để nó hỏng cả. Thông thường chỉ trong trường hợp anh em đâm va nó bị vỡ mất cái đế này thôi. Thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt. Thì Phụ Tùng Mitsubishi Xpander Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi Xpander Việt, website phutungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía bên dưới thì chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.